60 phút vàng siêu trợ giá, áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Xin được mến chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị ơi, bây giờ quý vị thấy là không gian phim trường của mình nó có quen thuộc hay không quý vị? Vẫn là chương trình siêu trợ giá đây ạ. Nhưng mà lần này quý vị nha, quay trở lại là chúng ta sẽ có đến 60 phút. 60 phút thì mình có nhiều thời gian chia sẻ cùng với nhau hơn. Nhưng đặc biệt hơn là những dòng sản phẩm đặc biệt được lựa chọn vào trong cái khung giờ này quý vị nha. Và với 60 phút luôn của siêu trợ giá thì chắc chắn là sẽ phải có nhiều ưu đãi cho tất cả quý vị lắm nha. Và quý vị ơi, ngày hôm nay với sản phẩm mà quý vị đang theo dõi đó chính là cao hồng xăm nhung hư quý vị ạ. À. Và không phải là một, mà hôm nay chúng ta sẽ có một bộ sản phẩm là hai hũ cao như thế này luôn. Để giúp cho gia đình của mình có thể là bồi bổ sức khỏe nè quý vị, từ những cái nguồn nguyên liệu tinh túy quý giá của thiên nhiên quý vị ơi. Và chúng ta an tâm nha, đây là những cái nguồn nguyên liệu được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Một bộ như thế này là chúng ta sẽ có hai hũ cao cô đặc hồng xăm và nhung hư nữa quý vị ơi. Lâu nay thì mình cũng đã biết là hồng xăm nè tốt như thế nào cho sức khỏe, rồi cả nhung hư nữa, nhà nhà tin dùng rồi. Hôm nay một sản phẩm mà có 2 trong 4 loại tứ đại danh dược đó quý vị, cho nên là quý vị an tâm. Và đặc biệt có một cái điều nữa mà quý vị sẽ rất là thích luôn như Nguyễn Tinh là như vậy, đó chính là mức giá. Mức giá ngày hôm nay vô cùng ưu đãi, khi mà bình thường á quý vị mua những cái hũ cao như thế này nè phải là 990.000 quý vị ạ. Nhưng rồi, với 60 phút vàng siêu trợ giá sẽ giảm khủng cho quý vị 40%. Wow. Như vậy chỉ còn có 590.000 mà thôi, mà bên cạnh đó còn quà nữa Tú Trinh nha. Đúng tặng rồi, thêm 10 chai nước uống đông trùng hạ thảo Hàn Quốc nữa đó quý vị ơi. Ngập tràn quà tặng cho quý vị trong 60 phút vàng siêu trợ giá. Thưa quý vị, như vậy là cơ hội của chúng ta đây rồi ạ. Lần đầu tiên sau 5 năm quý vị nha, một mức giá rất là hấp dẫn chỉ có trong chương trình siêu trợ giá này mà thôi. Với 60 phút vàng nha quý vị, duy nhất hôm nay, một ngày trong tuần, giảm trực tiếp cho mình 40% các chị em ạ. Có chiết xuất hồng sâm kết hợp cùng với nhung hư nữa. Thì chọn bộ sản phẩm này với hai hũ cao cô đặc, một hũ là 250g, một bộ đến là nửa ký quý vị nha. Mức giá của chúng ta chỉ có là 590.000 đồng cho bộ sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và Việt Nam luôn, chưa kể có thêm quà tặng nữa. Quý vị biết không, khi mà nghe mức giá là Tú Trinh á, Tú Trinh cũng phải thốt lên là ôi sao mức giá mà tốt thế. Đúng tại vì rồi, đây là chương trình siêu trợ giá quý vị ơi, để mà chúng ta có được thực phẩm quý phục hồi sức khỏe đó quý vị nha. Đầu tiên là thành phần hồng sâm mà phải 6 năm tuổi từ Hàn Quốc để mình yên tâm về dinh dưỡng, giàu dưỡng chất, lại có thêm chiết xuất từ nhung hư nữa, hai thành phần này kết hợp. Và còn có nữa là chiết xuất thảo mộc nữa nha quý vị, táo đỏ, ngải cứu, gừng quế, cam thảo, tha rễ các loại cây cắt cánh, địa hoàng, hương thảo nè, và nhất là thêm mật ong. Wow, như vậy là đầy đủ những dinh dưỡng để mà chúng ta có thể là khỏe mạnh, chăm sóc cho tất cả các thành viên trong gia đình của mình luôn, mà không lo hàng giả hàng nhái đâu. Bởi vì đây là những sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, hàng chính hãng 100% luôn quý vị nha. Cô đặc thành phần với những cái dưỡng chất quý cho sức khỏe nè, vị thơm ngon là dễ uống nhất, là chúng ta có thể thưởng thức được hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hư quý hiếm. Đúng rồi quý vị, và đặc biệt là trong dân gian đó thì hồng sâm và nhung hư là được quy vào là tứ đại danh dược, tức là sâm nhung quế phụ đó quý vị ạ. Mà ở đây phải là hồng sâm đủ 6 năm tuổi quý vị ơi, lại còn giàu saponin nữa, giúp tăng cường sức khỏe, hạn chế lão hóa. Còn nhung hư thì sao ạ? Bổ dưỡng với axit amin và có thêm nguyên tố vi lượng cùng các khoáng chất bồi bổ cho cơ thể của mình các chị em nha. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Nhân sâm được xem là thế mạnh kinh tế, là niềm tự hào của nền nông nghiệp Hàn Quốc. Nhân sâm vốn được dân gian xem là một trong tứ đại danh bổ dâng lên vua chúa từ ngàn năm về trước. Với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ là địa thế giúp Hàn Quốc trở thành thủ phủ của ngành sâm. Sâm Hàn Quốc được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất lượng tốt. Sâm trồng 6 năm được xem là độ tuổi có nhiều dưỡng chất tốt nhất. Ngành hồng sâm trở thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại đây. Những củ sâm tươi sau khi được rửa sạch bằng sóng siêu âm sẽ được chưng cất ở áp suất cao, sẵn sàng cho công đoạn sấy khô. Các quy trình đều được quản lý rất kỹ lưỡng. Củ sâm tươi sau khi sấy sẽ chuyển sắc đỏ nên được gọi là hồng sâm.
Ngày nay, hồng sam được nghiên cứu với nhiều sản phẩm độc đáo, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm sam Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao. Với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, hồng sam Hàn Quốc được quảng bá, xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. Chỉ có những cái bậc vua chúa thôi nha thì mới có cái cơ hội là được thưởng thức nha, là được sử dụng những cái chiết xuất, những cái chế phẩm là từ sâm nè, từ nhung nè quý vị. Mà bây giờ đó quý vị, Trinh cũng có được nghe chia sẻ của một số người bạn của mình, đó là bởi vì năm ngoái là một năm dài vì dịch Covid-19 cho nên là không có điều kiện và cũng không có khả năng để mà mình đi ra nước ngoài đó quý vị. Và nhất là đối với nhiều người, họ có một cái thói quen là đi du lịch, mà tại những đất nước mà nổi tiếng về nhân sâm như là Hàn Quốc thì bao giờ những du khách đến đây đó quý vị là cũng bằng hết mọi khả năng của mình tìm kiếm mua những cái sản phẩm được chiết xuất từ nhân sâm tươi quý vị nha, và cả là hồng sâm nữa đó quý vị. Mà Trinh thấy rằng là đôi khi mình mất nhiều thời gian là Nguyễn ha, rồi cả chi phí nữa, vậy thì có thêm một cái phương cách quý vị nha, thay vì mình phải đắn đo không biết sản phẩm ở đâu có chất lượng, sản phẩm ở đâu là sản phẩm thật, không phải hàng giả hàng nhái, và có cái mức giá tốt mà ưu đãi tốt nữa, mà thêm quà tặng nữa nha quý vị, thì ngay bây giờ ở đây trong 60 phút vàng siêu trợ giá này, quý vị sẽ có một bộ sản phẩm bao gồm là hai hũ cao đặc hồng sâm đủ 6 năm tuổi của Hàn Quốc luôn. Và quá quý vị ơi, nha. Cao đặc hồng sâm này còn có thêm thành phần nhung hưu quý giá đúng nữa rồi. Quý vị nha. Lâu nay quý vị nghe tới hồng sâm rồi đúng không ạ? Tức là những củ sâm tươi đã phải qua rất là nhiều lần hấp và sấy và hấp ở một cái nhiệt độ và áp suất cao quý vị ạ, để mà từ cái củ sâm tươi đổi thành hồng sâm. Và khi đó cái củ sâm nó sẽ hơi hồng nâu nâu một chút, nhưng mà ở bên trong á quý vị, ở bên ngoài thì chúng ta thấy là nó được hấp, nó được sấy, nhiều khi nó không có phải mập mạp phì nhiều như cái củ tươi ban đầu. Nhưng rồi. Mà dưỡng chất ở bên trong quý vị nó tăng lên gấp nhiều lần, có thể nói là gấp bội lần luôn quý vị. Đặc biệt là với sâm thì rất là giàu saponin. Mà các loại saponin này, để phân biệt với những cái loại saponin có trong các loại thảo dược khác, người ta sẽ gọi là có chứa ginsenoside. Và từ đây thì với cái việc mà mình có thể là hấp thụ ginsenoside vào trong cơ thể của mình, nó sẽ tăng cường trao đổi chất để hỗ trợ cho cái việc mà mình bồi bổ sức khỏe này, tăng cường đề kháng này. Quý vị biết không, một cái quá trình mà từ củ sâm làm ra hồng sâm nó sẽ rất là phức tạp kỳ công, và chưa kể nữa là đặc điểm của hồng sâm nó sẽ cũng khác biệt so với củ sâm tươi nữa quý vị nha. Mà ngay bây giờ thì Tú Trinh và Như Nguyễn sẽ giải đáp điều đó cho quý vị. Đúng rồi quý vị, và bởi vì thiên nhiên của Hàn Quốc là một cái quốc gia mà được thiên nhiên ưu ái rất là nhiều, họ đủ cái điều kiện về thổ nhưỡng, về khí hậu quý vị nha, để có thể là gì ạ, là họ mang đến những cái củ nhân sâm mà đủ chất lượng mà thành là cái đặc sản quốc gia của Hàn Quốc luôn đó Như Nguyễn ơi. Và rõ ràng là ai cũng biết đến Hàn Quốc là đất nước của nhân sâm. Những người Hàn Quốc đó quý vị, họ mang sâm về họ dùng mỗi ngày nè, rồi họ mang biếu tặng cho những cái người thân đặc biệt của mình. Mà từ nhân sâm thành hồng sâm thì cái hàm lượng saponin nó dồi dào hơn do cái quá trình chưng cất rất là kỹ lưỡng quý vị nha. Trước đây thì chưng cất thủ công mất rất nhiều thời gian, bây giờ phát triển hơn đó quý vị, thì là có chưng cất theo công nghiệp đó thì nó sẽ nhanh chóng hơn như quý vị nha. Nhưng mà đổi ngược lại đó quý vị, là cái hàm lượng saponin ở bên trong đó Như Nguyễn, nó không hề bị mất đi đâu đó, cho nên nó nhân sâm đã tốt nè, hồng sâm lại còn tốt hơn nữa. Mà hồng sâm ở đây chưa có hết trong cao đặc hồng sâm của mình, là đừng có quên có thêm cái thành phần là nhung hưu đó Nguyễn ơi. Chính xác luôn á Tú Trinh. Từ ngày nhỏ nha, từ lúc mà Như Nguyễn tầm 12-13 tuổi rồi, là cái đang cái độ tuổi mà tuổi ăn tuổi lớn mà phát triển chiều cao á, là đã nghe ba mẹ nhắc rất là nhiều về nhung hưu đại bổ. Để mà thưởng thức sử dụng nhung hưu á quý vị, là giúp mình trẻ mà tầm mà tuổi vị thành niên á, cái tuổi mà đang phát triển á, thì sẽ tăng được chiều cao này. Còn những người lớn tuổi trong nhà của mình thì sẽ là coi như là được phục hồi cái thể chất, tức là cảm thấy là họ sẽ khỏe mạnh hơn. Đó, nhất là những người lớn tuổi quý vị, cái quá trình mà tích tuổi nó diễn ra, cái sự lão hóa chúng ta không ngăn lại được, nhưng mà chúng ta làm chậm lại được. Chậm bằng cách nào? Bằng cách mình sẽ bồi bổ cho cơ thể của mình. Như vậy thì bây giờ đây, với thành phần nhung hưu quý giá đó, thay vì là quý vị phải mua cả một cái phần mà nhung hưu như thế này về tự sắc lát ra, hay là những cái loại mà nhung hưu đã phơi khô rồi quý vị sấy khô, nhưng mà về không biết phải bào chế đúng như rồi, thế nào, tại vì nếu mà không biết cách đó quý vị, nó sẽ nhẫn và rất là khó dùng đó. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng hòa quyện với lại hương vị hồng sâm, thơm hơn, ngon
ngon hơn, mà còn có thêm các loại chiết xuất thảo mộc và đặc biệt là có thêm mật ong nữa trong cao cô đặc hồng sâm nhung hương của chúng ta ngày hôm nay đó quý vị. Đúng rồi, và với một hũ như vậy trọng lượng là 250g cao cô đặc hồng sâm và nhung hương quý vị nhé. Xin được nhấn mạnh là nó cô đặc nha quý vị, mà trọn bộ hai hũ như thế này là mình có đến là 500g, tức là nửa kg cao đặc hồng sâm nhung hương của Hàn Quốc không quý vị. Mà quý vị ơi, thay vì là chúng ta phải lo lắng là mình mua ở đâu đây, nguồn gốc nè, xuất xứ nè, rồi cái chất lượng ở bên trong nó quan trọng lắm để mình dùng hàng ngày, thì bây giờ quý vị nhá, đồng hành với chương trình này 60 phút vàng siêu trợ giá, mình có gì vậy? Mình có chiết xuất cao đặc hồng sâm và nhung hương đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Mà thưa quý vị, không phải cái dòng sản phẩm nào thì cũng đạt được cái chứng nhận là HACCP đến từ Hàn Quốc đâu quý vị ạ. Nhưng với bộ sản phẩm này của chúng tôi thì tự tin cả về thiết kế nha quý vị nhá, về nguồn gốc quý vị nha, và cả về chất lượng nữa, và cái về thời hạn sử dụng cũng như là Made in Korea quý vị ơi, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Đó, Nguyễn thấy đẹp không nè, một hộp lớn như vậy nha, mình mang về mình thấy là wow, rất là sang trọng rồi. Mà mình rồi đem làm quà tặng á thì mình cũng cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều nữa. Chính rồi xác. Bây giờ là Trinh xin phép sẽ mở ra nha. Đây quý vị nha. Rồi mở ra ở trong. Thích nhất là gì quý vị? Là mình thấy nha, nó sẽ có một cái thiết kế là cái hộp đỏ bên trong rất là đẹp như thế này. Đồng thời là quý vị sẽ có riêng một cái phần muỗng gỗ nha quý vị. Đó, thiết kế riêng biệt được đóng bao sạch sẽ như vậy luôn, rất là vệ sinh nha. Còn ở đây thì sao? Mình có hai hũ như thế này quý vị nhá. Hai hũ cao đặc luôn. Đó, mình mang về mình dùng. Mà với cao đặc thì quý vị yên tâm, mình dùng rất là tiết kiệm và kéo dài thời gian sử dụng, và cả việc mà chúng ta mang làm quà biếu tặng thì cũng rất là sang xịn, phải không Nguyễn ha? Đúng rồi đó quý vị. À, nói với quà biếu tặng quý vị, lần này rất là đặc biệt quý vị nha. Tức là bình thường mình mua mình sẽ thấy là mua những cái hũ cao như thế này. Đúng một rồi. Bộ như vậy á, thường á một lần quý vị mua sẽ là một hũ cao, nhưng mà giá thành cũng cao như cái hũ vậy đó. Đó, nhưng mà hôm nay thì một bộ sản phẩm sẽ là hai hũ cao lận quý vị, cao cô đặc luôn. Và nhất là có thêm túi giấy như thế này nữa cho mỗi chiếc hộp mà túi Trinh đang cầm. Như đúng vậy thì rồi, nó sẽ rất luôn là trang trọng quý vị ạ. Nó thể hiện được tình cảm của người tặng, của người mua rất là nhiều luôn á quý vị. Đúng quý rồi. Vị hình dung đi, một chiếc túi như thế này mình mang mình biếu nè, coi như là một cái món quà cho sức khỏe, mà cũng là một cái món quà thể hiện cái tấm chân tình của mình luôn. Đây, lịch sự như thế này, mở ra bên trong thì có gì ạ? Có cao cô đặc hồng sâm và nhung hương, những thành phần quý giá của đất nước Kim Chi Hàn Quốc. Vậy thì bây giờ đây còn ngần ngại gì nữa, tại sao chúng ta không chăm sóc cho những người thân trong gia đình của mình với những sản phẩm mang tinh túy từ thiên nhiên như vậy quý vị ha. Không chỉ là thành phần nhung hương, không chỉ là thành phần của hồng sâm, mà còn có thêm những cái thành phần thảo dược nữa đó quý vị, mà mức giá hôm nay thì đang ưu đãi vô cùng. Đúng rồi thưa quý vị, ưu đãi vô cùng của chúng ta giảm trực tiếp 40% cho nhà mình quý vị nha, mà vẫn có được là cao đặc hồng sâm mà chiết xuất từ hồng sâm 6 năm tuổi và thêm nhung hương của Hàn Quốc luôn quý vị ơi. Quý vị lưu ý dùng Trinh nha, duy nhất trong hôm nay và chỉ một ngày trong tuần thôi, chỉ có trong khung giờ này, thời gian này thì mình mới có được một cái mức giá như vậy quý vị nhé, 590.000 đồng, và còn có thêm quà tặng cho nhà mình đó quý vị là 10 chai nước đông trùng hạ thảo luôn. Như vậy là từ sản phẩm chính cả quà tặng đều là combo vì sức khỏe của mình. Mà nói về sức khỏe thì quý vị quay trở lại cuộc sống hàng ngày của mình đi, quý vị có thích ăn những loại thực phẩm nhiều dầu mỡ không? Bởi vì Trinh biết một điều là Nguyễn ơi, thực phẩm chiên thì thường cái mùi vị nó ngon, nó dễ ăn, nhưng mà ăn nhiều dầu mỡ quá thì không hề tốt đâu các chị em ạ. À, quý đúng vị ạ. Rồi. À, rồi chưa kể là cuộc sống mà có những cái mối quan hệ bên ngoài nè, mình có uống chút rượu, chút bia, rồi hút thuốc lá nữa. Đôi khi nha là mình có một cái thói quen á, là mình ăn á, trong những cái bữa tiệc á, là mình thích uống những loại nước ngọt có ga. Mình nghĩ là nó dễ tiêu hóa, nhưng mà về lâu về dài những cái chất độc như vậy nó hấp thụ vào trong cái cơ thể của mình đó. Thì quý vị biết không ạ, cơ thể của chúng ta nó sẽ tích tụ nhiều chất độc hơn. Do đó thì cái quy trình mà chuyển hóa trong cơ thể của mình càng ngày nó bị kém đi. Và khi chúng ta ngày càng lớn tuổi hơn thì mình lại dễ gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe hơn quý vị nhá. Chưa kể là còn kết hợp với lại những cái điều rất là mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày nè Nguyễn, kẹt xe, khói bụi, ô nhiễm môi trường quá nhiều những áp lực mệt mỏi trong cuộc sống như vậy đó quý vị. Đó, rồi mình căng thẳng với công việc, rồi chưa kể là chuyện chồng con gia đình nữa. Rồi nhiều khi là một tay phải cán đáng hết việc trong việc ngoài. Các anh thì phải khiêng nặng riết rồi đau lưng nhức mỏi. Còn các chị đi về đầu coi như đầu tóc tất tả, rồi phải lo chuyện con cái nữa quý vị. Sau khi mà một ngày làm dài rồi tới giấc ngủ nhiều khi mình cũng trằn trọc ngủ không ngon. Rồi thêm ông bà cha mẹ của nhà mình lớn tuổi, thế là đủ thứ, đủ chuyện để phải lo hết chứ quý vị. Nào là chuyện tuổi già của ông bà, chuyện ăn nè, chuyện uống nè, chuyện ngủ nè. Làm sao để ông bà có thể ăn ngon, ngủ ngon, và làm sao có một cuộc sống khỏe mạnh bên con cháu bây giờ. Vậy thì các chị ơi, các chị đã bao giờ nghĩ tới việc là mình sẽ tìm một món quà sức khỏe cho gia đình của mình chưa? Mà món quà sức khỏe này á, là các chị có thể dễ dàng cho ông bà mình sử dụng hàng ngày luôn. Rồi cả bản thân các chị nữa cũng sẽ có được những cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng hồng sâm, sử dụng nhung hương nữa. Đó, quý vị hình
hình dung cái cảm giác mà cơ thể mình không khỏe hay mệt mỏi nha quý vị nha, thì nó dễ nảy sinh ra những cái liên quan tới cảm tính, ví dụ như là mình hay cáu gắt, mình hay khó chịu, thậm chí là mình nổi mụn nè, da dẻ nó xỉn màu xấu xí. Chính quá xác. Nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống mà bây giờ đây mình có một cái giải pháp, đó chính là việc mình sẽ cho cơ hội để mà cơ thể của mình á quý vị nó sẽ có được những cái dưỡng chất tốt đẹp đó, chăm sóc cho cái quá trình trao đổi chất, cho làn da, cho mái tóc và cho cả đó chính là cái sinh khí của chúng ta nữa. Đúng rồi, mà khi Nguyễn nói về cái câu chuyện là những chị em phụ nữ có những cái vấn đề về da ha, như da mình bị nổi mụn nè, rồi mình cảm thấy là da mình nó bị sạm màu đi, nó máu nó không có lưu thông tuần hoàn tốt trong cơ thể đó quý vị, nó không có được tươi tắn hồng hào, thì mỗi lần á mà khi mà Trinh thấy những cái người bạn nó từ Hàn Quốc của mình hoặc là mình đã từng có cơ hội đến với Hàn Quốc rồi, thì mình cũng tự hỏi là ủa mà sao những người lớn tuổi Hàn Quốc quý vị là tầm từ 60 tuổi trở lên nha, thứ nhất họ vẫn còn lao động rất là khỏe, thứ hai là những chị em phụ nữ của Hàn Quốc đó quý vị, tuổi càng lớn thì làn da của họ lại hồng hào, thậm chí là cái làn da tay họ cũng rất là căng đẹp luôn. Thì khi mà Trinh hỏi ra từ người lớn tới những người trẻ quý vị nha, thì phải nói rằng là trong cuộc sống hàng ngày của họ, họ phải đều dùng ít nhất là một cái món ăn, một cái sản phẩm mà có chiết xuất từ sâm, có khi là kẹo sâm, rồi nước hồng sâm nha quý vị, rồi những cái món ăn được ninh từ những cái củ nhân sâm tươi, và đặc biệt đó chính là cao đặc hồng sâm quý vị ơi. Mà tại sao ngày hôm nay lại là cao đặc quý vị? Nguyễn ơi, khi mà đến với Hàn Quốc nha, thì những sản phẩm cao đặc hồng sâm á là được du khách tìm mua rất là nhiều, trong những cái trung tâm thương mại lớn luôn và cả từ những cái khu chợ truyền thống nha quý vị. Thì bây giờ là quý vị không cần đi đâu xa, quý vị ở đây với Trinh và Nguyễn trong khung giờ này duy nhất một ngày hôm nay thôi, mình có gì? Mình có combo là hai hũ cao đặc hồng sâm đủ 6 năm tuổi của Hàn Quốc, chưa hết, kết hợp cùng với Nhung Hưu. Mà đã nói về cao đặc thì quý vị biết rồi đó, cầm trên tay, thứ nhất nó rất là nặng tay bởi vì ở bên trong á là cái lượng cao nó cô đặc lại nha quý vị, và cả cái thiết kế vỏ hộp bên ngoài nó rất là đẹp luôn quý vị ơi. Được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam, quý vị an tâm dùng Trinh nha, về chất lượng nha. Đó, khi mà chúng ta lấy trong cái hộp lớn ra, mình sẽ có là hai cái hũ nhỏ như thế này, mà mỗi hũ nhỏ là 250g cao đặc hồng sâm đủ 6 năm tuổi của Hàn Quốc, kết hợp cùng với Nhung Hưu luôn quý vị. Đó, đây quý vị sẽ còn có thêm một cái nắp bảo vệ nữa. Thì khi nào mình dùng đó quý vị, mình chỉ cần chúng ta mở nhẹ ra thôi, mình dùng xong rồi mình đậy lại để mình bảo quản cho nhiều lần tiếp theo quý vị nha. Còn bây giờ thì xin mời Nguyễn và quý vị nha. Rồi, đừng có rời mắt khỏi màn hình TV của nhà mình nha. Hãy cùng với Trinh nào, mình sẽ cùng kiểm tra về cái sự sánh đặc của cao hồng sâm đủ 6 năm tuổi và Nhung Hưu. Nó kết hợp lại và nó cô đặc lại cùng với nhau các chị em ạ. Hãy cùng xem nha. Wow. Tại vì quý vị biết không, bình thường á là với những cái củ sâm tươi mà khi đã được thành hồng sâm, đã hấp sấy thành hồng sâm thì bắt đầu mang tới những cái chế phẩm, thì trong đó cao hồng sâm là được chọn nhiều nhất. Nước hồng sâm thì đã là có pha ra rồi để mà chúng ta dễ uống. Còn cao hồng sâm là cô đặc hoàn toàn nguyên chất luôn quý vị. Cho nên quý vị sẽ thấy được cái sự sánh đặc của nó. Wow, tôi Trinh ơi, rất là đặc đặc luôn á. Trinh để nghiêng cái dĩa như thế này nè quý vị. Đó, quý vị nhìn xem cùng với Trinh nha. Đó, ở mọi góc độ luôn. Wow, quý vị thấy không? Nó sánh đặc như thế này quý vị nhá. Mà đây Trinh chỉ mới lấy ra một cái lượng rất là ít thôi. Mà quý vị nhìn xem nè, với cái lượng á, cao đặc hồng sâm mà Nhung Hưu á, nó sánh đặc như thế này nè. Thì mỗi lần mà chúng ta dùng á, mình dùng một cái muỗng nhỏ vừa đủ thôi. Mình pha cùng với nước ấm ấm đó quý vị. Thì phải nói rằng là mỗi ngày quý vị đừng có mất nhiều thời gian. Mình dùng một cái ly nước ấm cao đặc hồng sâm 6 năm tuổi cùng với Nhung Hưu như vậy cho mình. Đó, cho những người thân của mình, mà nhất là các chị em phụ nữ như Trinh á, khi mà công việc căng thẳng đó Nguyễn, dẫn đến là đôi khi là mình trễ những cái ngày trong cái chu kỳ của mình, làn da mình nó sạm đi và mụn bắt đầu nổi lên, mình cảm thấy rất là mất tự tin luôn. Nhưng mà Trinh có một cái thói quen đó quý vị, là khi mà căng thẳng đó quý vị, thì thường á là những lúc làm việc nhiều Trinh sẽ dùng cao đặc hồng sâm để giúp cho mình phục hồi cái sinh khí từ ở bên trong. Làn da của mình nó cũng hồng hào hơn, và nhất là khi mình khỏe mạnh đó quý vị, mình làm việc tốt hơn hẳn nha. Đúng rồi đó quý vị, khi mà cơ thể khỏe lúc nào mình cũng làm việc tốt và bên cạnh đó mình còn cảm thấy vui. Chính xác. Nhiều khi cơ thể mà suy nhược mệt mỏi, tự nhiên mình hay cáu gắt, mình hay khó chịu. Mình cảm thấy là ôi mọi thứ nó rất là ẩn ương, nó không rất là ủ ê. Nói chung là một cái ngày mà mình không muốn làm gì cả, tay chân thì rã rời. Khi đó thì mình sẽ cần phải bồi bổ ngay, và nhất là ngày ngày tháng tháng quý vị ơi, năm tháng nó sẽ lấy đi rất là nhiều của chúng ta. Thời gian nó tàn nhẫn lắm quý vị nha. Cho nên làm sao đây, khi mà cơ thể của mình nó đang giảm dần cái quá trình chuyển hóa rồi, cái khả năng mà trao đổi chất của nó cũng không còn như lúc trẻ nữa, thì khi đó chúng ta phải bồi bổ cho cơ thể của mình ngay với những cái dưỡng chất, và nhất là dưỡng chất quý giá từ thiên nhiên, thì mình an tâm hơn khi sử dụng. Đúng nữa rồi. Mỗi ngày quý vị làm gì ạ? Đây, với cái hũ cao này, thay vì là chúng ta sẽ thưởng thức trực tiếp như là các loại nước, thì với cao hồng sâm do nó rất là cô đặc, cho nên là Như Nguyễn sẽ pha quý vị nha. Như Nguyễn sẽ pha với lại một ít nước ấm thôi để mà chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng luôn. Đây, có một cái nắp bảo quản rất là dễ dùng ha. Rồi bây giờ đây thì chỉ cần mỗi ngày một thìa, mỗi buổi sáng một thìa như thế này thôi quý vị xem nha. Trên này có thể hiện rất là rõ luôn là hồng sâm phải 6 năm tuổi luôn quý vị. Hồng sâm 6
năm tuổi để ăn chi, để nó đầy đủ dưỡng chất giàu saponin nhất luôn. Chứ bình thường á, mà thí dụ như 4 tuổi, 5 tuổi á quý vị, thì nhiều khi là nó chưa có đủ cái hàm lượng saponin. Mà sau 6 năm nha quý vị, từ 7 đến 8 năm là lúc đó nó sẽ bắt đầu sơ hóa rồi, thì nó không còn được cái hàm lượng saponin dồi dào. Vì thế là người ta phải thu hoạch đúng tuổi, đúng ngày để có được cái lượng hồng sâm chất lượng như thế này. Và quý vị xem nè, cao rất là cô đặc nguyên chất luôn quý vị luôn. Cho nên là nó sẽ hòa lãng từ từ để mà chúng ta có thể dễ dàng thưởng thức. Mỗi ngày một ly nước ấm như này thôi là đã bổ sung cho cơ thể của mình rồi. Đúng rồi, đối với những người mà là thích uống một cái vị mà nó đậm á, giống như quyển á, thì mình có thể là chúng ta dùng một cái lượng hồng sâm nó nhiều hơn. Nhưng mà đối với Trinh như là mẹ Trinh á, thì Trinh dùng một cái lượng nó vừa đủ quý vị, thì nó thơm lắm đó con Nguyễn ha. Đúng rồi. Nó thơm thoang thoảng dễ chịu lắm. Và khi mà chúng ta thưởng thức đó quý vị, thì mình khi uống cùng với nước ấm ấm đó quý vị, thì cái cảm giác á nó vừa đi qua cái cuống họng của mình, mà đúng là vị hồng sâm 6 năm tuổi nha, nó thơm và nó không hề bị gắt khó chịu, nó không hề là bị đắng hay là bị nồng như là nhân sâm tươi quý vị nha. Chính rồi, xác. Bây giờ Nguyễn thấy làm sao? Tức là nó có một cái cảm giác mát mát nhẹ ở đúng đầu lưỡi. Rồi, nó dễ sau chịu đó mình lắm. Uống vào, tức là uống tới đâu nó mát tới cả đó luôn quý vị. Theo cuống họng nó đi vào trong thực quản của chúng ta luôn. Đúng và rồi. Cái độ mát này nó mang theo cả cái hương vị mà chúng ta cảm giác giống như là thảo dược, thảo mộc đó quý vị. Tại vì trong này là có hồng sâm, nhưng mà nó không có nhẫn giống như là chúng ta đang dùng hồng sâm lát. Nó cũng không có cảm giác mà hơi sực sực giống như là khi mà chúng ta ăn nhung hưu, mà tất cả đã được tạo thành cao cô đặc rồi. Rồi. Cho nên là mình uống rất là dễ dàng và nhanh chóng nữa. Hình dung một ngày á, chị em của chúng ta bận rộn quá, sáng nội là phải đánh thức chồng con dậy đúng không? Đánh thức chồng con dậy xong còn lo đồ ăn sáng nữa. Mà quý vị hình dung là lúc đó mình mới nấu, mình mới chưng, mình mới làm một cái phần mà hồng sâm để mình uống thì nó mất thời gian. Trong khi bây giờ mình pha ra một ly rất là nhanh. Rồi ở nhà mình có ông bà cha mẹ lớn tuổi quý vị, để mà ông bà lọ mọ ra bếp mà nấu mà chưng, hay là làm sao để mà chế biến bào chế quý vị, thì mất quá nhiều thời gian và cũng không an toàn. Trong khi bây giờ đem ra pha nó rất là dễ, rất là nhanh. Cái hương vị của nó thơm mà nó không có cái độ mà quá nhẫn như là chúng ta thưởng thức trực tiếp những cái mà lát hồng sâm đâu quý vị. Mà Nguyễn ơi, Nguyễn đứng ở bên đấy nha, mà Trinh nghe Trinh cảm nhận được đó là cái mùi hồng sâm tươi đó, hồng sâm 6 năm tuổi nó thoang thoảng qua tới tận bên đây nè quý vị. Cho nên đó quý vị ạ, đây nha quý vị, đây là một cái cơ hội quý vị ơi, nó rất là hấp dẫn luôn. Là bởi vì sao? Là quý vị sẽ có một cái dòng sản phẩm chất lượng quý vị nha. Dòng sản phẩm này là sự kết hợp giữa nhung hưu và hồng sâm đủ 6 năm tuổi của Hàn Quốc quý vị ơi. Sự kết hợp từ sâm và nhung hưu như thế này, nó có những cái thành phần thảo mộc nữa quý vị, từ táo đỏ, từ ngải cứu, từ gừng, từ quế, cam thảo rất là thơm, rồi thêm rễ các loại cây nha quý vị nhé, như là địa hoàng, viên thảo, cắt cánh và cả mật ong thanh mát nữa, cứ kết hợp lại với nhau mà đâu phải cái dạng nước đâu quý vị, nó cô đặc, mà bởi vì cô đặc cho nên nó rất là tốt cho cơ thể của mình. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm này đảm bảo về chất lượng cho nhà mình luôn. Quý vị ơi, bây giờ đây chúng ta đã yên tâm về một sản phẩm chất lượng chính hãng 100% rồi đó quý vị, mà quan trọng hơn là với hai thành phần quý trong tứ đại danh dược nữa, đó chính là hồng sâm và nhung hưu. Hồng sâm phải là hồng sâm 6 năm tuổi nha quý vị, để mà đủ cái lượng saponin cần có. Giàu saponin giúp cho chúng ta tăng cường sức khỏe này, hạn chế lão hóa, lại bổ sung thêm nhung hưu bổ dưỡng với nhiều axit amin, nguyên tố vi lượng, các khoáng chất giúp bồi bổ cơ thể cho cả nhà của mình nữa đó. Cho nên là đây sẽ là một món quà quý cho sức khỏe của cả nhà chúng ta đây. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ đang dần trôi qua rồi. Quý vị đã theo dõi với chúng tôi được bao nhiêu phút rồi quý vị? Đơn đặt hàng Trinh nhận thấy đang bắt đầu tăng dần lên, những cuộc gọi đã rất nhiều rồi. Quý vị ơi, lưu ý dùm Trinh và Nguyễn nha, duy nhất hôm nay thôi, một ngày trong tuần, giảm trực tiếp 40%, chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi và nhung hưu sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Thời gian không có nhiều quý vị, mà bỏ qua thì thật sự quá tiếc cho nhà mình luôn đó quý vị. Dạ tiếc lắm đó quý vị. Đầu tiên là tiếc một cái sản phẩm quý như thế này, thứ hai là tiếc về mức giá đang được giảm giá khủng quý vị. Tại sao lại có được cái mức giá này? Tại vì chúng tôi đang có chương trình siêu trợ giá cho quý vị đó ạ. Giảm tới 40% quý vị nha. Một mức giảm siêu khủng để thay vì phải đầu tư gần cả triệu đồng mới có được những cái hũ cao cô đặc hồng sâm nhung hưu như thế này, thì bây giờ đây chúng ta chỉ cần 590.000 đồng mà thôi. Nhưng lưu ý giúp như Nguyễn là phải mua ngay lúc này. Mua ngay lúc này để mình có thể là tận hưởng được nè. Đâu là những cái dưỡng chất từ những củ nhân sâm của đất nước Hàn Quốc, đâu là những cái dưỡng chất từ nhung hưu, và có thêm nữa các loại thảo dược nữa. Đó
để mà chúng ta có thể là bồi bổ sức khỏe cho cả nhà của mình. Nhưng hôm nay đầu tư một lần với mức chi phí vô cùng hợp lý như thế này. Và quý vị thấy rằng là cái công đoạn mà chưng cất từ những củ nhân sâm tươi tại những cái vùng núi cao mà khí hậu lạnh của Hàn Quốc mà có được hồng sâm như vậy thì đâu phải đơn giản đâu quý vị. Nếu quý vị mà tự hỏi là bây giờ là chúng ta tự mang về mình làm thì cũng rất là khó quý vị nhé. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi đã mang cho quý vị cơ hội rất hấp dẫn rồi. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 5 năm rồi mình mới thấy được một cái mức giá hấp dẫn như vậy phải không quý vị? Mà Trinh lưu ý với quý vị nha, đơn đặt hàng á, là Trinh biết được là từ trung tâm mà là cho các khách hàng á, là đã rất là nhiều rồi. Quý vị mà còn chần chờ thì mình không còn cơ hội được giảm giá trực tiếp 40% như vậy đâu. Siêu trợ giá cho nên mới có cái mức giá giảm trực tiếp 40% này. Quý vị ơi, giao về tận nhà cho mình nha. Một combo 2 hũ cao cô đặc, nhận tặng thêm 10 chai nước đông trùng hạ thảo nữa. Cả một bộ vì sức khỏe cho cả nhà mình. Quý vị ơi, chúng ta rất là thương yêu những người trong gia đình của mình rồi, mà chúng ta muốn dành cho những người thân trong gia đình của mình những điều đặc biệt. Vậy thì dành điều gì đây ạ? Những món ăn ngon hay những chuyến đi chơi? Mà bây giờ chúng ta có một cái món quà quý hơn, đó chính là món quà dành cho sức khỏe đó quý vị. Với cao cô đặc từ hồng sâm và nhung hưu được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Hôm nay các chị em có thể thoải mái đầu tư cho nhà của mình, chăm lo cho nhà của mình với một mức giá có thể nói là siêu trợ giá chỉ trong 60 phút vàng này mà thôi. Nhân sâm được xem là thế mạnh kinh tế, là niềm tự hào của nền nông nghiệp Hàn Quốc. Nhân sâm vốn được dân gian xem là một trong tứ đại danh vũ dâng lên vua chúa từ ngàn năm về trước. Với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ là địa thế giúp Hàn Quốc trở thành thủ phủ của ngành sâm. Sâm Hàn Quốc được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất lượng tốt. Sâm trồng 6 năm được xem là độ tuổi có nhiều dưỡng chất tốt nhất. Ngành hồng sâm trở thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại đây. Những củ sâm tươi sau khi được rửa sạch bằng sóng siêu âm sẽ được chưng cất ở áp suất cao, sẵn sàng cho công đoạn sấy khô. Các quy trình đều được quản lý rất kỹ lưỡng. Củ sâm tươi sau khi sấy sẽ chuyển sắc đỏ nên được gọi là hồng sâm. Ngày nay, hồng sâm được nghiên cứu với nhiều sản phẩm độc đáo, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm sâm Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao. Với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, hồng sâm Hàn Quốc được quảng bá, xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. Thì bây giờ xin được nói với quý vị về cái sự an tâm, bởi vì đây là sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Và nhung hưu hiện nay bởi vì cái nhu cầu sử dụng của người ta quá cao đi, cho nên là nhung hưu đã được nuôi để những con hưu được nuôi lớn và có được những cái mà phần nai, phần gạc á, phần gạc, phần nhung á, là chất lượng nhất. Và khi đó người ta mới bắt đầu khai thác ở rất là nhiều nước như là Nga này, New Zealand này, Hàn Quốc, Việt Nam của chúng ta cũng có nữa. Đúng cho nên quý vị có thể an tâm về xuất xứ nha. Và hoàn toàn là đây là một cái loại mà dược tốt để mà chúng ta có thể sử dụng cho sức khỏe của mình. Đúng rồi, và nếu như mà quý vị mình đã tìm hiểu nhiều về các cái loại sách báo nè, về cái câu chuyện về sức khỏe mà chúng ta tại sao chúng ta lại cần phải bồi bổ những cái nguồn dưỡng chất từ nhân sâm, từ hồng sâm, từ nhung hưu, thì quý vị chắc chắn một điều là mình sẽ bắt đầu thấy được nhiều cái câu chuyện á, là không những là tại Việt Nam của mình mà tại những cái quốc gia châu Á như ngày xưa là mình có Nhật Bản ha, mình có Hàn Quốc nha quý vị. Rất là những bậc vua chúa là mỗi khi mà thời tiết thay đổi, mỗi khi mà họ cần phải phục hồi thể lực của mình sau một cái lần mà họ bệnh, họ lao lực chẳng hạn, thì bao giờ trong thành phần của những món ăn đó luôn luôn là có nhân sâm tươi. Nhân sâm tươi họ hầm lên quý vị nhá, họ nấu cùng với lại hương liệu khác nè, rồi hoa quả nè, thì cái dưỡng chất ở bên trong đó, Nguyễn, cái saponin nó rất là tốt luôn. Nó giúp cho
cả đàn ông lẫn phụ nữ đó, cái làn da nó hồng hào hơn. Đó chính là lý do tại sao mà mình thấy người Hàn Quốc vừa trẻ lâu mà lớn tuổi vẫn làm việc mà cái làn da nó vẫn hồng hào, chưa kể là còn có thêm nhung hưu nữa, rất là tốt cho sức khỏe của mình quý vị nha. Cho nên đó quý vị, một lần nữa là chúng tôi nhấn mạnh một điều như thế này nè, quý vị đang cần những sản phẩm có chiết xuất dược liệu quý từ thiên nhiên, quý vị cần dòng sản phẩm nó rõ về nguồn gốc, về chất lượng á, thì quý vị đừng có bỏ qua cái cơ hội chỉ có trong cái khoảng thời gian nó ngắn lắm luôn, còn lại thì mới có cái mức giảm giá khủng là 40% như vậy quý vị nha. Mà mang về cả một cái hộp lớn như vậy là có nửa kg, là hai hũ như vậy quý vị, cao đặc hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hưu của Hàn Quốc luôn. Thử hỏi là Nguyễn á, Nguyễn có dám mua không? Mình mua liền không để mình tặng cho những người thân của mình không Nguyễn? Tại vì bây giờ đang có mức giá quá tốt cho nên như Nguyễn tính là Nguyễn sẽ mua liền đây quý vị. Giới thiệu cho quý vị xong là như Nguyễn cũng đặt hàng luôn một bộ cho nhà mình luôn. Tại vì một bộ là có tới hai hũ cao cô đặc như thế này nè quý vị, chứ mình không cần phải chờ đợi những người bạn bè, những người thân của mình mang từ Hàn Quốc về nữa. Trước đây á, như Nguyễn có những người bạn đi Hàn Quốc, họ cứ đi Hàn Quốc là họ nghĩ tới mua sâm, giống như người nước ngoài mà về Việt Nam là sẽ nghĩ tới mua yến vậy đó quý vị. Thì họ đến Hàn Quốc là họ sẽ tìm mua sâm, nhưng mà mua nhân sâm tươi đem về đó quý vị cũng được nguyên củ luôn, nhưng mà mở ra vô cùng bối rối, tại vì cả một cái củ nhân sâm quý vị hình dung là cái hình nhân sâm luôn quý vị, là nó sẽ làm cái rễ chính hộp nó có rất là nhiều cái rễ phụ, đúng là không biết làm gì luôn á, thực sự luôn bối rối quá, rễ phụ mình có bỏ hay không, mình sử dụng hay không, mình nấu bao nhiêu, cái liều lượng bao nhiêu là đủ để mà cả nhà của mình dùng, vừa đủ thôi chứ nó cũng không quá nhiều. Và quý vị bên cạnh đó đó thì muốn thử sự coi như là muốn mà thưởng thức mình nhung hưu luôn nữa thì phải tìm mua lại một chỗ khác nữa. Trời, quá tốn kém, quá đắt đỏ. Bỏ cuộc quý vị. Mà quý vị biết không, củ nhân sâm tươi đem về không bảo quản được lâu đâu. Đúng hãy cùng rồi. So sánh với Như Nguyễn đây. Củ nhân sâm tươi là được thu hoạch từ ruộng sâm và từ hầu từ những củ nhân sâm tươi như thế này nè quý vị thì sẽ được hấp và sấy khô tự nhiên ở một cái nhiệt độ áp suất cao luôn quý vị. Đó, không có bị mà không có bỏ phần vỏ luôn quý vị nha, giữ luôn cái phần vỏ đó, chỉ bỏ những cái phần mà bụi nè, rễ phụ ở bên ngoài thôi. Đó, và khi đó chúng ta sẽ từ củ sâm tươi mình có được hồng sâm. Nhưng mà củ sâm tươi thì rất là dễ bị hư hỏng và dễ bị thối rữa nữa. Còn hồng sâm á quý vị, sau quá trình hấp sấy khô cho nên là thành phần hoạt tính tốt cho sức khỏe nè, không chỉ được giữ nguyên vẹn mà còn tăng lên đáng kể, và đặc biệt là mình có thể bảo quản, mình dễ dàng sử dụng trong một thời gian dài. Còn nhân sâm tươi khó bảo quản lắm quý vị nha, lại rất là dễ hư, lúc đó thì tiếc tiền uổng phí lắm luôn á. Đúng rồi, mà bên cạnh đó thì quý vị biết không á, là từ nhân sâm tươi á, là họ có nhiều cái chế phẩm lắm. Quý vị chắc chắn là mình đã từng được tặng nè, hoặc là tự mua những cái loại như là kẹo hồng sâm nè. Rồi mình có thêm á, là hồng sâm lát mình ngậm ở trong miệng mình đó, cho nó tan dần ra đó Nguyễn. Rồi mình có thêm là nước hồng sâm nữa. Đúng, thật sự là công nghệ càng phát triển thì những cái chiết xuất đó từ hồng sâm đủ 6 năm tuổi nó cũng đa dạng hơn quý vị nha. Nhưng mà trong tất cả những cái chế phẩm đó thì cao đặc là một trong những cái dòng sản phẩm mà được nhiều người tìm mua nhất luôn quý vị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tính tiết kiệm và cái thời gian sử dụng lâu dài, bên cạnh đó là nó quá dễ sử dụng luôn. Đúng ví dụ rồi. Như bây giờ cả nhà của mình đi, có ông bà cha mẹ của mình, rồi bản thân mình, rồi ông xã mình nữa, mình đi du lịch chơi xa vài ngày ha, mình mang theo một cái hũ cao đặc hồng sâm như vậy, mình bỏ trong vali của nhà mình, mình đến nơi chỉ cần thêm ít nước ấm thôi quý vị, mình chỉ cần mỗi buổi sáng mình thức dậy á, cả nhà của mình dùng một cái ly là cao đặc hồng sâm pha cùng với nước ấm ấm, mình uống vào quý vị nha, để mình giảm căng thẳng mệt mỏi nè, rồi mình tăng thêm cái tinh khí cho cơ thể của mình nè, và mình có được một cái tinh thần nó tốt hơn, thì những lúc đó mình đi chơi nó vui vẻ hơn. Mình đi chơi vui vẻ rồi á thì mình đi về mình làm việc nó cũng hiệu quả hơn nha quý vị. Đúng cho rồi. Cho nên mới nói với quý vị rằng là hôm nay mình đầu tư bao nhiêu, mình đầu tư đâu phải là 1 triệu đồng như trước đây quý vị, hoặc là 990.000 đồng mà chưa có quà tặng nữa. Mà xin nhấn mạnh một lần nữa quý vị nha, bởi vì mình nói đến bây giờ là thời gian của mình phải là hơn 30 phút rồi chắc chắn luôn, không có còn nhiều thời lượng quý vị nha. Quý vị mà bỏ qua ngày hôm nay, duy nhất khung giờ này thì mình sẽ không còn một cái mức giá khủng là giảm giá đến 40% như vậy đâu. Đó, hơn 30 phút rồi, hết cái khung giờ này, hết cái chương trình này, hết ngày hôm nay thì làm gì còn cái mức giá là 590.000 đồng cho nhà đúng mình rồi. Nửa kg cao đặc hồng sâm 6 năm tuổi và nhung hưu, rồi thêm cả 10 chai nước đông trùng hạ thảo quà tặng nữa. Lúc đó đó Nguyễn, nhiều khi cái mình gọi điện thoại lên thì vô tình cái số lượng đang có sẵn đó nó cũng không còn nữa. Đúng mình cạnh tranh với quá nhiều khách hàng khác thì thật sự rất là tiếc quý vị nha. Cho nên các chị em ạ, mình đang theo đạo cùng với Trinh và Nguyễn thì mình suy nghĩ thật kỹ nha, quyết định ngay lập tức nha, đừng bỏ qua cơ hội chỉ có trong siêu trợ giá thôi quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị, chỉ cần làm coi như trên lệch một phút thôi một quý vị, quý vị nhấc máy trễ một phút thôi rất là khi đó đã là ôi cao đặc hồng sâm còn ạ, nhưng mà 990.000 và cho xin địa chỉ đem tiếp tận nhà đó, như vậy thì đâu còn 590.000 nữa đâu đúng không quý vị? Đúng rồi, quý vị, và lúc đó cũng sẽ không còn 10 chai nước uống đông trùng hạ thảo chắc nữa đâu. Đây sẽ là một cái gói ưu đãi mà chỉ có trong
thời gian 60 phút vàng này thôi đó quý vị. Cho nên quý vị phải nhanh tay lên đi ạ, để mà chúng ta có được một cái giải pháp cho sức khỏe cho gia đình của mình nè, một thức uống để mà chúng ta bồi bổ cho cả nhà của mình nữa, chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi và nhung hưu quý vị nha. Duy nhất hôm nay một ngày trong tuần thôi mới có mức giảm giá khủng lên đến 40% như vậy, chỉ còn 590.000 đồng mà thôi. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Quý vị biết không, đất nước Hàn Quốc là một đất nước mà được gọi là thủ phủ của nhân sâm đó quý vị. Tại vì sao? Tại vì Hàn Quốc có thổ nhưỡng này, có khí hậu rất là thích hợp để cho nhân sâm phát triển, và đặc biệt phát triển rồi còn lại có giàu dinh dưỡng nữa quý vị. Hàm lượng saponin của nhân sâm Hàn Quốc rất là cao. Sâm Hàn Quốc thì lại được nhiều người ưa chuộng, mặc dù là nhiều nước khác trên thế giới, Canada hay Mỹ cũng có nhân sâm vậy, nhưng mà với sâm Hàn Quốc được nhiều người tin dùng, đặc biệt là còn được mang tới bào chế thêm thành nhiều dạng khác nhau, và bên cạnh đó là còn phối hợp với các loại mà thành phần quý giá từ thiên nhiên. Như hôm nay chúng ta sẽ có đó chính là hồng sâm và cả nhung hưu nữa quý vị nha. Đúng rồi, và nhung hưu như vậy thì phải là chiết xuất quý vị, là từ cái phần gạc của hưu mà nó phải đầy đủ dưỡng chất quý vị nha. Và sau đó thì quý vị có biết không ạ, thay vì chúng ta mua tươi về mình phải bào chế thì nó mất thời gian, thì ở đây là cái công nghệ nó phát triển và chúng ta có cái sự kết hợp từ nhung hưu cùng với hồng sâm đủ 6 năm tuổi. Mà Nguyễn ơi, thực sự mình nói đến thời điểm này, cái mà chúng ta nhất là gì, là cái thời gian nó không còn đợi mình nữa đâu, và cái số lượng không còn nhiều, mà ở đây là thực phẩm quý nha, giúp cho mình phục hồi sức khỏe luôn. Hồng sâm thì phải đủ 6 năm tuổi mà phải của Hàn Quốc mới đủ điều kiện quý vị nha. Chiết xuất là từ nhung hưu kết hợp lại với nhau, rồi thêm những cái loại thảo mộc khác nữa, nó tạo thành cái hương vị nó rất là thơm, nó rất là ngon, nó rất là dễ uống luôn quý vị ạ. Cho nên quý vị chúng ta đừng có chần chừ bỏ qua cơ hội của mình như vậy quý vị nha. Quý vị thân mến, chúng ta đừng có bỏ qua nha. Một dòng sản phẩm quý như thế này nè, giúp cho mình là khỏe mạnh tại gia luôn, mà không có phải lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nữa. Đúng rồi, hàng chính hãng 100% luôn đó quý vị. Chính sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, lại được coi như là nhận được cái đánh giá là HACCP an toàn để mà chúng ta yên tâm sử dụng nữa. Và bên cạnh đó quý vị ơi, chúng ta sẽ thấy được rõ luôn về thành phần là hồng sâm phải 6 năm tuổi quý vị nha, để đủ cái hàm lượng saponin, cái hàm lượng mà ginsenoside có trong những cái củ nhân sâm đã được hấp sấy rất là nhiều lần trở thành hồng sâm quý giá như thế này đây. Và đặc biệt là được bào chế ở cái dạng là cao cô đặc nữa quý vị, cho nên sử dụng vừa tiết kiệm mà lại dễ dàng luôn. Ông bà cha mẹ của chúng ta cũng có thể thực hiện được, mà bản thân chúng ta cũng tiết kiệm được thời gian, mỗi ngày lấy ra một ít pha thành một ly nước ấm thôi, rất là mình có thể bồi bổ sức khỏe cho bản thân, cho gia đình của mình rồi, mà còn có thêm thành phần nhung hưu nữa, cũng là một trong tứ đại danh dược luôn quý vị nha. Ồ, hôm nay mình có được những thành phần quý giá như thế này mà chúng ta phải chi ra bao nhiêu ạ? 590.000 đồng mà thôi. Nhưng Nguyễn tính đâu chắc cũng ngang nửa con bữa ăn mà mình đãi ông bà thôi đúng không? Ồ, chúng nghĩ là nhiều khi nó còn ít hơn nữa đó Nguyễn ơi. Tại vì bây giờ nếu khi mà chúng ta đi ra bên ngoài mình ăn cùng với nhau đi, hoặc là chúng ta mua về nhà, thì đôi khi để thoải mái thì cái số tiền nó cũng phải là kha khá cho cái lượng thực phẩm đó. Đúng mà rồi. Đó là câu chuyện của bữa ăn quý vị nhé. Mình ăn uống hàng ngày rồi thì giờ mình bổ sung thêm đi quý vị. Đúng mình rồi. Bổ sung thêm những cái chất xuất từ thiên nhiên, mà ở đây là sâm, là nhung quý vị nhé. Là trong cái tứ đại danh dược là sâm, nhung, quế phụ từ ngàn xưa đã có một cái sự trải nghiệm từ rất là nhiều người rồi về cái công dụng trong việc là phục hồi thể lực của chúng ta, nhờ vào cái hàm lượng saponin ở bên trong hồng sâm đủ 6 năm tuổi mà phải của Hàn Quốc thì nó mới có đầy đủ những cái nguyên tố vi lượng, axit amin và cả những khoáng chất như vậy. Quý vị biết đó, bây giờ cuộc sống nó căng thẳng, nó bận rộn nè. Giống như bây giờ là mình đang dành thời gian mình theo dõi cái khung giờ này, chương trình này, thì mình nhìn lại xem coi sức khỏe của mình á trong một cái khoảng thời gian dài như vậy nó đã như thế nào rồi quý vị. Cho nên rất là mong quý vị chúng ta đừng có chần chờ nữa quý vị nha. Quý vị nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ đi quý vị, bởi vì là chúng biết đó là cái thời gian nó không còn nhiều nữa đâu. Hơn 30 phút rồi mà mình chỉ có 60 phút vàng thôi. Càng về sau chương trình đó thì cái cơ hội của mình nó sở hữu ngay nó cũng còn giảm quý vị nha. Chỉ có duy nhất hôm nay thôi nè thì mới có được cái cơ hội giảm trực tiếp 40%. Quý vị gọi điện thoại sau khung giờ này và ngày mai thì không còn cái mức giá là 590.000 đồng này và thêm quà tặng đâu nha. Đúng rồi đó quý vị, coi như là mình nói trực tiếp luôn là mình thấy bình thường là 990.000 nè quý vị, giảm 40% là được nhiều, giảm 400.000 là chỉ có 590.000 thôi, là mình có một bộ hai hũ cao cô đặc hồng sâm nhung hưu mà có thêm 10 chai nước uống đông trùng hạ thảo nữa đó quý vị. Quà tặng như thế này cùng với việc là sản phẩm chất lượng nữa sẽ được chúng tôi giao hàng tận nơi luôn, 63 tỉnh thành trên toàn quốc luôn quý vị nha.
60 phút vàng siêu trợ giá, áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Vậy là mình một lần nữa vừa theo dõi những cái đoạn video hình ảnh mà qua đó chúng thấy được rằng là chỉ có nhân sâm chiết xuất thành hồng sâm đủ 6 năm tuổi tại Hàn Quốc thì nó mới đủ chất lượng và có thêm nhân hư rõ ràng nguồn gốc nha quý vị, và nó cao đặc lại thì chúng ta mới có được đó là những hũ cao đặc hồng sâm 6 năm tuổi và nhân hư như thế này. Cái điều mà Trinh thích nhất của sản phẩm này là gì Nguyễn biết không? Là cái mùi thơm. Tại vì khi mà mình vừa mở cái phần hộp lớn ra thôi và mình chưa có mở luôn cả cái phần nắp ra đó quý vị, thì mình đã cảm nhận được là cái thiết kế thứ nhất là rất là đẹp và sang trọng. Mình mua về mình làm quà tặng mình cũng thấy rất là tự tin nha quý vị, mà mình dùng nữa thì lại càng tốt hơn. Mà ngoài ra quý vị ơi, mình chỉ cần mình mở cái phần nắp của những cái hũ cao đặc hồng sâm, một hũ là 250g như vậy này quý vị, mình chỉ cần là chúng ta đưa cái phần mũi của mình nhẹ như vậy thôi là mình thấy là cái mùi sâm, nhân sâm quý vị, mà thành hồng sâm 6 năm tuổi quý vị, và thêm thảo mộc từ thiên nhiên, nó thơm lắm Nguyễn. Nó thơm thoang thoảng dễ chịu luôn. Và khi mà chúng ta cùng sử dụng nó quý vị ạ, thì mình sẽ càng thích hơn ở chỗ làn dày nè quý vị. Ở đây là cao đặc quý vị ơi, là cao đặc nên mỗi lần mà cái lượng mình dùng nó không có quá nhiều, hoặc là người nào mà chúng ta thích uống đậm đậm hơn thì mình sẽ dùng nhiều hơn quý vị nhé. Đó quý vị thấy không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng như thế này nè, rồi quý vị lấy dùng trên ly nước ấm đó nha. Mỗi ngày như vậy đó quý vị, mình khởi đầu ngày mới đi ha. Với nhiều người là họ uống cả trà nha quý vị. Đó là trà là chiết xuất từ hồng sâm đủ 6 năm tuổi luôn. Thì quý vị sẽ có dòng sản phẩm nó tinh túy từ thiên nhiên như thế này. Đó, đối với nhiều người là mình thích cái uống là cái vị nó hơi thanh thanh, nó hơi loãng loãng rồi quý vị. Đó, như Trinh chẳng hạn đi ha, thì mình cho vào một chút xíu cái này trước. Sau khi mà mình thấy là cái lượng nó bắt đầu nó hòa tan dần ra thì sau đó thì mình bắt đầu mình cho thêm nữa, là tùy theo cái nhu cầu của mình thôi quý vị nha. Tức là với cái việc cao đặc như vậy đó quý vị, thì cái việc mà mình dùng nó rất là tiết kiệm thời gian cho nhà mình luôn, và nó không hề mất nhà mất nhiều thời gian đâu quý vị ơi. Đúng đó rồi. Và mình là cứ mỗi ngày như vậy là mình dành tặng cho ông bà, cho cha mẹ của mình mỗi người một ly như thế này quý vị nhé, để mà chúng ta cùng dành tặng cho nhau những cái điều quý giá nhất cho sức khỏe của mình nha quý vị. Vậy là mỗi lần dùng chỉ cần một thìa cà phê thôi quý vị, một thìa cà phê mình pha với ly nước đúng ấm rồi, và mình thưởng thức như là một cái ly trà mà mình uống buổi sáng vậy đó cô chú ạ. Và vậy là mình đã bồi bổ cho cơ thể của mình có gì ạ? Có hồng sâm, có nhung hư rồi, có chiết xuất thảo mộc nữa. Đây Tú Trinh cảm nhận như thế nào nè? Thơm, dễ chịu, y như cảm giác của Nguyễn và giống như cảm giác của Trinh đã dùng hơn 2 năm nay rồi quý vị. Mà cũng Trinh chia sẻ với quý vị là ngoài công việc là đi dẫn mỗi ngày thì ở nhà là Trinh cũng có nhận đào tạo thêm cho các cái bạn học, học viên của mình nữa. Tức là công việc của mình là vừa có đi dẫn vừa có đi dạy, mình nói rất là nhiều quý vị, có nhiều khi là từ 7 giờ sáng cho tới là 8 giờ đêm luôn, tức là hơn 12 tiếng đồng hồ. Nguyễn biết không, quý vị biết không, nhiều khi mình về mình mệt quá, mình cảm thấy là mình bị lao lực, chưa kể là mình còn có con nhỏ nữa. Nói gì thì nói, mình vẫn phải chăm con của mình, rồi mình vẫn phải ráng mình làm việc nhà sao
xong, mình nấu ăn xong, mình soạn bài vở xong mình đi ngủ. Mà nhiều khi đi ngủ chợp mắt cũng đã gần 12 giờ đêm rồi. Sáng ngày hôm sau một cái chu trình mới như vậy, 6 giờ sáng mình lại thức dậy. Phụ nữ Việt Nam mình bây giờ em thấy giỏi lắm các chị em ạ. Tức là mình vừa có gia đình, mình còn có nhiều cái vấn đề khác cho công việc, cho sự nghiệp của mình. Cho nên các chị em ơi, trước hết nha, mình phải khỏe nha. Mình phải khỏe thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn. Mình ráng ăn uống hợp lý giùm Trinh nha, tập thể dục giùm Trinh nha. Rồi mình cố gắng mình tìm thêm những dòng sản phẩm nó chiết xuất từ dược liệu quý đi. Để làm chi? Mình phục hồi nhan sắc của mình tốt hơn, phục hồi sinh khí của mình tốt hơn, và mình bồi bổ cho dưỡng chất của mình tốt hơn quý vị nhé. Mà ở đây á, là mình có gì? Mình có hồng sam 6 năm tuổi của Hàn Quốc nha. Mình có thêm nhung hưu, rồi mình có thêm là táo đỏ nè, rồi mình có thêm là cam thảo nè, rồi những cái loại rễ tốt, và có thêm cả mật ong nữa. Hèn chi á, Trinh thấy là cái mùi nó dễ chịu và nó dễ uống lắm Nguyễn. Dạ, đó. Thơm ở đây luôn. Là có sẵn luôn quý vị, trong thành phần quý vị có thể theo dõi cùng Như Nguyễn nha. Tức là sâm nhung quế phụ đúng không ạ? Tứ đại danh dược thì ở đây mình đã có là sâm nè, mình có nhung nè, tức là hồng sâm và cả nhung hưu. Và bên cạnh đó trong thành phần thì cũng có quế luôn quý vị. Có quế, có cả là ngải cứu nè, chúng ta có thể thấy có táo đỏ nè, đỏ cam thảo nè, cát cánh nè, đĩa hoa nữa. Mật ong, rất là nhiều những cái thành phần thảo mộc, và đặc biệt là có mật ong. Cho nên là vừa mang tới một cái hương vị dễ uống, dễ chịu mà lại mang tới những cái dưỡng chất cho sức khỏe của chúng Chính ta. Xác. Bản thân mật ong thôi là quý vị cũng đã thấy là nó tốt cho sức khỏe của mình như thế nào rồi đúng không ạ? Thì đây chính là một bộ sản phẩm hỗ trợ sức khỏe của chúng ta. Chị em nào mà cảm thấy hôm nay đi làm về mệt rã rời này, chị em nào cảm thấy là về nhà rồi tưởng nghỉ ngơi nhưng phải còn lo chuyện con cái nữa, thì thôi hôm nay bổ sung cho mình một ly nước đi quý vị. Một ly nước pha từ đâu? Từ cao cô đặc hồng sâm và nhung hưu. Bình thường ở nhà mình ăn uống đó quý vị, cái chế độ ăn uống nó khiến cho rất là nhiều cơ quan trong cơ thể của mình mỏi mệt lắm nha. Như khi mình phải tiệc tùng này, uống chút rượu chút bia này, mình ăn những cái món chiên xào dầu mỡ này, gan của mình làm việc rất là vất vả, dạ dày của mình nữa quý vị. Chứ kể là những khi ăn vội ăn vàng, rồi nhiều khi là vừa ăn xong đã phải lo dọn dẹp nữa, thì nhìn xem các bộ phận trong cơ thể của mình, rồi cả là mạch máu này, nội tạng này, dần dần nó sẽ bị ảnh hưởng, và có những cái mà độc tố đó quý vị, nó tích trữ trong người của mình, nhiều khi mình không biết được đâu, cho tới khi mà mình phát bệnh thì mình mới hiểu được nguyên nhân. Cho nên bây giờ thôi, đừng có để tới lúc bệnh rồi chúng ta mới tìm cách chữa trị, mà bây giờ mình phòng ngừa như thế nào? Phòng ngừa bằng cách là mình phải bảo vệ cơ thể của mình trước những áp lực của cuộc sống, kẹt xe, khói bụi, mệt mỏi, áp lực. Nhưng mà chúng ta còn bảo vệ luôn cả trước những cái việc mà chúng ta ăn uống không khoa học nữa, hay là thiếu dưỡng chất nữa. Thì nay mình bổ sung cho cơ thể của mình đi ạ. Sinh khí này, sinh lực này, bổ sung cho cơ thể của mình sự dẻo dai, khỏe mạnh, và cho cả cái sự hồng hào từ làn da tới mái tóc của chúng ta nữa cũng đã được bổ sung vào những cái dưỡng chất luôn quý vị ạ. Thì tất cả những điều này đâu phải xa xỉ đâu, chỉ cần là mình sử dụng những cái sản phẩm tự nhiên thôi mà chiết xuất quý giá như là từ hồng sâm và từ nhung hưu nè. Thì hôm nay quý vị đừng tìm ở đâu xa, mà trong bộ sản phẩm này chúng ta sẽ có đầy đủ nha. Nhưng mà thay vì mà chúng ta phải lo lắng là sức khỏe của mình nó đang giảm dần theo thời gian như vậy, rồi đêm về mình càng càng khó ngủ, hoặc là mình thấy là mình mới làm việc có một chút xíu thôi là mình đã thấy căng thẳng mệt mỏi rồi, thì những lúc này đúng là cơ thể mình nó báo động thật rồi. Thật sự như quý vị đã xem nhiều cái chương trình là chia sẻ về những dòng sản phẩm là thực phẩm bổ sung bảo vệ sức khỏe rồi, và những thêm đó là những cái dòng sản phẩm được chiết xuất từ những cái loại dược liệu từ thiên nhiên như thế này. Thì đôi khi chúng biết là quý vị cũng đã có quá nhiều thông tin, nhưng giờ quý vị nhìn lại thử đi, mình đang ở lứa tuổi nào, mình có bị lão hóa theo thời gian chưa, cuộc sống của mình mỗi ngày quý vị có đảm bảo được cái chất lượng sức khỏe tốt nhất hay chưa quý vị. Những lúc đó thì mình đừng có chần chừ, mình đừng có ngại ngần gì nhé. Nhiều khi em thấy là ngộ lắm nha, có nhiều chị em phụ nữ là không có tiếc đâu, khi mà bỏ ra vài triệu đồng nè mua mỹ phẩm, rồi mua những cái túi xách mới nó ra nè, rồi những bộ quần áo mình thích. Nhưng mà quý vị, mình khỏe, mình đẹp là phải từ bên trong cái đã. Thì lúc đó là mình mặc những bộ trang phục đẹp lên thì cái thần thái mình nó mới tốt. Và cả những người thân của mình cũng như vậy nữa, có khỏe mạnh á, thì về nhà ông xã với lại mình cùng nhau vui vẻ chia sẻ những câu chuyện gia đình nè, cùng ăn cơm với các con, rồi cùng kể những câu chuyện ngày hôm nay. Rồi ông bà cha mẹ có khỏe thì mới ở lâu với con cháu quý vị nha, rồi mới đi chơi được nhiều hơn, dành thời gian chia sẻ với nhau nhiều hơn. Cho nên rất là mong quý vị nhé, bây giờ mình cân nhắc lại đi, mình đã có cao đặc hồng sâm chưa? Nếu mình chưa có thì đây là cơ hội cho nhà mình. Nếu trước đây mình mua gần 1 triệu đồng hoặc là hơn 1 triệu đồng, mình phải chờ đợi nhiều cái nguồn khác nhau sắp tay mang về chẳng hạn, rồi mình cũng lo lắng là không biết nguồn gốc ở đâu, thì bây giờ nha quý vị, đây là lần đầu tiên sau 5 năm nha, mới có cái khung giờ hấp dẫn như thế này đây, 60 phút luôn, nhưng mà không còn đủ 60 phút đâu. Duy nhất hôm nay giảm trực tiếp 40%, hơn 10 phút nữa thôi Nguyễn ơi, Trinh sợ quá luôn á, nếu như mình gọi mình trễ chút xíu thôi là tự nhiên cái số lượng có sẵn cho cái mức giá 590.000 đồng này, tức là được giảm giá khủng 40% không có còn rồi các chị em ạ. Tới lúc đó rồi thì mình phải mua với một cái mức giá khác mà mình rất là tiếc quý vị nha.
60 phút vàng siêu trợ giá, áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Quý vị ơi, quý vị vừa thấy mức giá trên màn hình rồi đó, và quý vị nhìn không lầm đâu ạ. Đây, mức giá một lần nữa như Nguyễn cầm trên tay để thể hiện cái sự chắc chắn trong 60 phút vàng này. Chúng ta đang có mức giảm giá khủng, giảm giá khủng lên tới 40% quý vị ạ. Tức là bây giờ đây mình sẽ sở hữu một hộp gồm có hai hũ cao cô đặc hồng sáp nhung hư mà chỉ có 590.000 đồng thôi quý vị ơi. Và chúng ta sẽ còn có thêm quà tặng nữa, đó chính là 10 chai nước uống đông trùng hạ thảo luôn quý vị nha. Wow, như vậy thì đây, hôm nay không phải là việc mà chúng tôi muốn phân tích cho quý vị hồng sâm nhung hương như thế nào, mà chúng tôi đang muốn mang tới cho quý vị một món quà cho sức khỏe của cả nhà đó ạ. Đúng rồi ạ, và lần này đó quý vị, ngoài cái mức giá khủng ra quý vị nha, ngoài thêm quà tặng của chúng ta đó chính là 10 chai nước đông trùng hạ thảo, tính ra thì từ sản phẩm chính nè quý vị, đó sản phẩm quà tặng nè đều là vì sức khỏe của nhà mình. Mình có hồng sâm đủ 6 năm tuổi nha, kết đặc cùng kết hợp cùng với lại nhung hương mà cô đặt lại với nhau trong hai hũ cao như thế này là nửa kg luôn, thêm 10 chai nước đông trùng hạ thảo với cái chiết xuất đông trùng hạ thảo bên trong quý vị nha. Như vậy là mình có gì? Mình có cơ hội chỉ có trong hôm nay thôi quý vị ạ. Không còn tới 10 phút, tức là thời gian không còn nhiều nữa quý vị nha. Dạ. Lần này mình đặt hàng đó, mình được giao về tận nhà là trong một cái túi lớn lớn xinh xắn như thế này nè. Có thể là mình dùng ở nhà mình Nguyễn ha, hoặc đúng là rồi. Sau đó là mình lấy luôn cả bộ sản phẩm mà có bên trong như vậy, mình mang về làm quà tặng, tặng cho quý vị nha, tặng cho quý vị sức khỏe mỗi ngày nè, tặng cho quý vị ưu đãi khủng ngày hôm nay với một cái mức giá mà chỉ có trong cái chương trình này thôi, không tới 10 phút nữa. Ví dụ như là mình xem trễ chút hoặc là mình đang tiếc á, mình cứ đắn đo chút xíu mình gọi lại sau thì biết đâu được, không may mắn lắm thì quý vị không còn cái cơ hội này. Dạ. Mình phải mua mức giá là gần cả triệu đồng á Nguyễn. Đúng rồi quý vị ơi, bây giờ thì quý vị không cần phải lo hàng giả hàng đúng nhái rồi nha. Không cần lo nữa, đây chính là hàng chính hãng 100% luôn quý vị. Và đặc biệt đó là với mức giá này nè, với bộ sản phẩm này là độc quyền của VTV Hyundai Home Shopping luôn. Chính xác. Để quý vị có cao cô đặc hồng sâm nhung hương mà đặc biệt là từ hồng sâm 6 năm tuổi, rồi nhung hư quý giá nữa, và có thêm những cái chiết xuất thảo mộc nữa mà chỉ có 590.000 mà thôi. Và quý vị ơi, bây giờ thì ở bên trong như Nguyễn cũng nghe báo là còn có khoảng 5 phút nữa quý vị. Thời gian bây giờ là không phải để chần chừ nữa quý vị nha, mà phải đưa ra quyết định ngay, nhấc máy lên và đặt hàng đi ạ. Để chúng tôi giao hàng tận nơi. Như quý vị không có đi xa biếu quà được, đặt hàng đưa địa chỉ, VTV Hyundai sẽ giao tận nơi cho quý vị luôn. Yên tâm quý vị nha. Hôm nay món quà cho sức khỏe và còn cơ hội tiết kiệm cho cả nhà mình nữa. Ồ, chính xác Nguyễn à, cái cơ hội tiết kiệm này xem ra thích lắm đó. Thay vì là chúng ta bỏ một khoản tiền như trước đây mà không có quà tặng thì giờ mình tiết kiệm thì mình sẽ mua sắm được nhiều hơn không quý vị. Mà đây là thực phẩm quý nha, phục hồi sức khỏe cho mình. Quý vị lưu ý giùm cho Trinh nha. Hồng sâm phải đủ 6 năm tuổi mà phải đến từ Hàn Quốc mới đủ điều kiện nha quý vị. Chiết xuất nhung hương kết hợp ở bên trong, thêm những cái loại thảo mộc bao gồm táo đỏ, ngải cứu, gừng, quế, cam thảo nè, các cái loại rễ như là cây cắt cánh, địa hoàng, hương thảo và cả mật ong nữa, tăng cường sức đề kháng lắm luôn quý vị ạ. À, đây có phải là cái nguồn dinh dưỡng tại gia cho mình không quý vị? Mà chúng ta không có phải lo gì hết. Thứ nhất, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, hàng kém chất lượng. Thứ hai, dòng sản phẩm này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc về Việt Nam luôn. Thứ ba là có cô đặc thành phần là hồng sâm 6 năm tuổi và cả nhung hương quý hiếm cùng với những loại thảo dược quý nữa nha. Và thứ tư là gì? Vị thơm ngon, dễ uống lắm quý vị ạ, và thời gian sử dụng lâu dài. Wow, như vậy thì với tất cả những ưu điểm này sẽ được quý vị mang về nhà quý vị ơi, chỉ bằng một cú gọi điện thoại thôi. Một cuộc gọi thôi đó quý vị. Một cuộc gọi thôi. Chuông điện thoại bây giờ đang reo rất là nhiều rồi. Khắp nơi 63 tỉnh thành đang đặt hàng để có được những bộ sản phẩm cao cô đặc hồng sâm nhung hương. Còn quý vị đã có quyết định chưa ạ? Anh chị của chúng ta đã có được cái sự lựa chọn chưa ạ? Bởi vì chỉ có 590.000 thôi. Mức giảm giá khủng 40% này chỉ áp dụng duy nhất một ngày phát sóng hôm nay quý vị nha. Trong chương trình 60 phút vàng siêu trợ giá đó quý vị. Vì thế hôm nay không đắn đo nữa, tiết kiệm chi phí. Mức giá này mình vừa tặng được cho nhà nội, vừa tặng cho nhà ngoại. Thay vì bình thường lo lắng mua một hộp thấy tốn kém quá, nay đầu tư hai hộp mà vẫn thấy tiết kiệm được rất là nhiều. Vậy thì đừng chần chờ nữa quý vị nha, đặt hàng ngay đi ạ. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Nhân sâm được xem là thế mạnh kinh tế, là niềm tự hào của nền nông nghiệp Hàn Quốc.
Nhân sâm vốn được dân gian xem là một trong tứ đại danh bổ dâng lên vua chúa từ ngàn năm về trước. Với khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng màu mỡ là địa thế giúp Hàn Quốc trở thành thủ phủ của ngành sâm. Sâm Hàn Quốc được đánh giá có hàm lượng dinh dưỡng cao và chất lượng tốt. Sâm trồng 6 năm được xem là độ tuổi có nhiều dưỡng chất tốt nhất. Ngành hồng sâm trở thành ngành mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân tại đây. Những củ sâm tươi sau khi được rửa sạch bằng sóng siêu âm sẽ được chưng cất ở áp suất cao, sẵn sàng cho công đoạn sấy khô. Các quy trình đều được quản lý rất kỹ lưỡng. Củ sâm tươi sau khi sấy sẽ chuyển sắc đỏ nên được gọi là hồng sâm. Ngày nay, hồng sâm được nghiên cứu với nhiều sản phẩm độc đáo, đưa đến người tiêu dùng những sản phẩm sâm Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao. Với nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người, hồng sâm Hàn Quốc được quảng bá, xuất khẩu đến nhiều nơi trên thế giới. Siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Thưa quý vị, như vậy là 60 phút vàng siêu trợ giá đúng là điều mong muốn của chúng ta. Có quý vị, lần đầu tiên sau 5 năm VTV Hyundai ra mắt trong sản phẩm chất lượng kết hợp với khung giờ này, quý vị mới có được duy nhất hôm nay một ngày trong tuần giảm giá trực tiếp 40% quý vị nha. Đừng bỏ qua cơ hội của nhà mình. Và đặc biệt là cơ hội này chỉ còn có vài phút nữa thôi quý vị ơi. Chương trình 60 phút vàng siêu trợ giá của chúng tôi duy nhất phát sóng trong một ngày này thôi quý vị ơi. Thời gian sắp hết rồi, mức giảm giá 40% chỉ còn áp dụng được vài phút nữa thôi. Cho nên quý vị phải nhanh tay lên đi nếu như mà muốn thưởng thức hồng sâm, nếu như mà muốn cảm nhận hương vị của nhung thư thì ngay bây giờ quý vị ơi, đặt hàng luôn, nhấc máy lên quý vị nha. Và bây giờ đây thì Như Nguyễn và Tú Trinh mỗi người cũng đã một túi rồi nè, để mang về tặng mẹ tặng cha, tại vì ông bà cha mẹ ở nhà thì nhiều khi cũng rất là hay mỏi mệt buổi sáng. Rồi bản thân Như Nguyễn và Tú Trinh nè cũng mong muốn không cái làn da hồng hào, có một cái mái tóc ống mượt và một cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe để có thể hoạt động năng lượng cả một ngày, và nhất là làm việc xong về còn chăm sóc gia đình thương yêu của mình nữa. Cho nên bản thân mình phải khỏe trước thì cả nhà của mình có thể chăm sóc được vui khỏe nữa chứ quý vị. Đúng rồi, và Trinh chỉ mong là quý vị đừng có bỏ qua cơ hội này nha. Nếu bỏ qua thì mình tiếc lắm đó. Quý vị khó có thể tìm được có là một bộ sản phẩm bao gồm là hai hũ cao đặc hồng sâm như thế này của Hàn Quốc, mà còn có thêm là nhung thư, thêm thảo mộc từ thiên nhiên mà chỉ có 590.000 đồng. Cái mức giá là quý vị có được như vậy là nhờ có mặt trong cái khung giờ vàng này của chúng ta, siêu trợ giá quý vị nha. Cho nên là quý vị nhanh chóng lên nha, có thêm quà tặng nữa. Chúc quý vị nha, nhà mình sẽ luôn luôn khỏe mạnh nè, luôn luôn yêu đời mỗi ngày, và chúng ta đừng bỏ qua cơ hội hấp dẫn ngày hôm nay chỉ có trong 60 phút vàng siêu trợ giá thôi quý vị nha. Thời gian không có còn nhiều đâu, quý vị nhanh chóng lên đặt hàng ngay bây giờ để cho chúng tôi được giao về tận nhà cho mình cái món quà sức khỏe này nha. Và quý vị ơi đừng có quên nha, hãy tiếp tục theo dõi, đồng hành, mua sắm mỗi ngày cùng VTV Hyundai Hồng Shopping. Xin chào.